Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không chỉ ở thành thị mà còn tại các vùng nông thôn. Chính vì vậy, những năm gần đây, người dân đã quan tâm nhiều hơn đến máy lọc nước. Xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng, vừa qua, tập đoàn A. O. Smith đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm máy lọc nước mới, model A1, A2, sử dụng công nghệ lọc RO Sidestream, tích hợp IOSM với nhiều tính năng thông minh vượt trội như tự động điều chỉnh cân bằng áp lực nước đầu vào, cảnh báo rò rỉ nước, cảnh báo lỗi vận hành, tối ưu hoạt động của máy và đảm bảo nguồn nước tinh khiết. Đặc biệt, màng lọc RO Sidestream có khả năng loại bỏ 99,99% kim loại nặng và vi khuẩn có hại, nâng cao lượng nước tinh khiết lên đến 66%, giảm 56% lượng nước thải, kéo dài tuổi thọ lõi lọc RO gấp 1,5 lần so với các lõi lọc RO thông thường, giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Chúng tôi hiện có một thương hiệu cao cấp, xác lập lại các tiêu chuẩn về máy lọc nước ở Việt Nam. Chúng tôi mang đến đây công nghệ RO Sidestream được cấp bản quyền sáng chế duy nhất của A. O. Smith, giúp kéo dài tuổi thọ lõi lọc và tạo ra những sản phẩm quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi của người tiêu dùng. A. O. Smith là tập đoàn toàn cầu hơn 140 năm tuổi và là một thương hiệu uy tín trong ngành công nghiệp nước. Tại Việt Nam, A. O. Smith đã mang đến những sản phẩm thông minh làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về máy lọc nước và từng bước xác lập những chuẩn mực mới về công nghệ và thiết kế.